Xin chào diễn viên Thúy Ngân, rất vui khi mà chương trình Một Tiếng Kể Hết của Family ngày hôm nay được đón tiếp bạn. Thì không biết là lời đầu tiên thì bạn có thể gửi đến khán giả và độc giả của Family một cái lời chào nào đó không nhỉ? Xin chào độc giả của Family cũng như là chương trình Một Tiếng Kể Hết. Hôm nay Thúy Ngân rất vui khi mà được ở đây chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống, về đời cũng như về nhân vật Hân và Thúy Ngân. Cảm ơn Family đã cho Thúy Ngân có buổi trò chuyện ngày hôm nay. Thúy Ngân ơi, trước và sau bộ phim Gạo Nếp Gạo Tẻ thì cuộc sống của bạn đã thay đổi như thế nào nhỉ? Có thể nói là thay đổi rất nhiều. Vì trước khi phim phát sóng thì lúc mà Ngân vừa nhận được kịch bản phim Gạo Nếp Gạo Tẻ là vào nhân vật vai Hân, thì những cái khoác khoải về nhân vật, những cái mộng tưởng, những cái thực tại khiến cho Thúy Ngân suy nghĩ rất là nhiều. Làm sao để cho nhân vật của mình được tốt hơn, được hay hơn trong mắt khán giả, cũng như thể hiện được cái hồn của nhân vật mà đạo diễn và biên kịch mong muốn. Và sau khi phim phát sóng thì có thể Ngân nói rằng là Hân đã hoàn thành tốt tất cả những gì mà đạo diễn cũng như là biên kịch đưa ra. Đang xen đó là những cái hạnh phúc, những cái ước mơ của Thúy Ngân từ xưa đến giờ là được khán giả yêu mến, được khán giả nhớ đến cũng đã được thực hiện. Và cái hạnh phúc đó khiến cho Thúy Ngân không thể nào diễn tả hết bằng lời được. Sau khi Gạo Nếp Gạo Tẻ phát sóng thì những cái thành công từ Gạo Nếp Gạo Tẻ đem lại cho Thúy Ngân khiến cho Thúy Ngân có được một cái cuộc sống tốt hơn, cũng như có được cái tình cảm yêu mến của khán giả nhiều hơn. Thành thật rất cảm ơn Gạo Nếp Gạo Tẻ đã đem đến một vai diễn khiến cho Thúy Ngân luôn cảm thấy là mình cần phải đạt được và mong muốn được nhiều cái vai diễn hay như vậy nữa. Thúy Ngân ơi, vậy có trường hợp nào mà khi mà Thúy Ngân đi ra đường đó, rồi khán giả gặp Thúy Ngân á, họ chỉ trỏ và họ nói rằng cái cô này nè là cái cô Hân trong Gạo Nếp Gạo Tẻ, cái cô này là khó ưa, khó chiều và khó chịu lắm nè. Có rất nhiều khán giả thời gian đầu khi mà xem phim xong, khán giả đã rất bức xúc gặp Thúy Ngân ở ngoài đường, hay là xem những cái bài viết của Thúy Ngân trên Facebook, họ đều comment hoặc là nhắn tin chửi bới, thậm chí là gọi điện thoại chửi vào ban đêm nữa, khiến cho mình không thể nào mà yên giấc để có thể có thêm sức khỏe và hoàn thành những cái công việc ngày hôm sau. Nhưng mà dần dà sau đó thì cũng có nhiều khán giả yêu thương Thúy Ngân hơn khi mà gặp Thúy Ngân ngoài đời. Họ lại đánh Thúy Ngân, họ lại nhéo Thúy Ngân, xong rồi họ lại cười, họ nói là trời sao cái vai diễn của con đáng ghét quá. U chỉ muốn đánh con một cái thôi, hoặc nhéo con một cái cho tức, bỏ tức đi. Nếu như mà U có người con gái như con á, thì chắc là U sẽ giết nó luôn. Nghe đến đó thì mình thấy là khi mà khán giả họ bức xúc, nhưng họ vẫn dành cái tình yêu thương cho mình, họ vẫn nồng nhiệt chào đón mình, họ cổ vũ cho mình, thì có nghĩa là Thúy Ngân nghĩ họ đã nhận biết được, phân định được đâu là nhân vật, đâu là Thúy Ngân. Thậm chí là có nhiều khán giả bây giờ họ còn giống như là họ gửi quà, họ nhắn tin thăm hỏi mỗi ngày, động viên Thúy Ngân luôn cố gắng cũng như luôn dành hết tâm huyết của mình cho nghề diễn. Họ ủng hộ, họ bảo là khán giả bảo là chỉ mong là nhìn thấy Thúy Ngân trên màn ảnh với những cái vai diễn hay và đặc sắc. Qua cái tình cảm yêu thương đó, Thúy Ngân cũng xin cảm ơn, xin nhắn nhủ đến khán giả, tất cả những người yêu thương mình, là Thúy Ngân xin cảm ơn và cũng như là trân trọng rất nhiều những cái tình cảm mà khán giả đã dành cho Thúy Ngân trong thời gian vừa qua. Thúy Ngân sẽ cố gắng không phụ lòng của khán giả. Ngân ơi, có một cái tình tiết rất là thú vị một tí, đó là khán giả soi ra được á, nhân vật Hân của bạn tuy là một cô gái rất là sang chảnh nhưng mà có một cái đôi hoa tai mang nhiều lần, thì bạn chia sẻ như thế nào về cái tình tiết này nhỉ? Rất là dễ thương. Thúy Ngân không nghĩ là khán giả lại nhận ra điều đó, là vì trong đó có rất nhiều đôi hoa tai Thúy Ngân đeo, nhưng mà đúng là đặc biệt có đôi hoa tai đó Thúy Ngân rất thích, cực kỳ thích đôi hoa tai đó. Và có lẽ là vì nó cũng ảnh hưởng từ Thúy Ngân, Ngân cũng muốn đưa vào nhân vật. Và rõ ràng là hình ảnh của đôi hoa tai đó kèm với những bộ đồ dành cho nhân vật, nó lại rất phù hợp với vai diễn là vai Hân. Và có thể nói là đôi hoa tai đó rất dễ sử dụng, quần áo nào kết hợp đồ như thế nào cũng dùng được hết. Hôm nay rất là vui khi cũng có một bài báo đăng tin lên là để ý những cái đặc điểm mà Thúy Ngân, nhận dạng của Thúy Ngân trong phim, thì mình cảm thấy là hóa ra là mình được khán giả yêu thương và quan tâm nhiều đến như vậy. Và họ cũng có ý kiến là nhân vật Hân sang chảnh như thế nhưng mà sao là chỉ có đeo một đôi? Thì không phải là một đôi đâu, Thúy Ngân đeo rất nhiều đôi, nhưng rõ ràng là trong một bộ phim có tới cả ngàn phân đoạn thì mình có thể sử dụng những món đồ nào phù hợp cho cái bộ đồ đó.
và Thúy Ngân thấy là trang sức thì mình có quyền sử dụng đi sử dụng lại, cho dù là quý vị khán giả đi chăng nữa. Ngân nghĩ là Thúy Ngân cũng vậy, riêng Thúy Ngân kể cả ở nhà hay đi event mà Ngân cũng hay sử dụng những đôi hoa tai mình yêu thích, mình sử dụng nhiều nhất, chứ không có nghĩa là mình chỉ sử dụng một đôi đó. Nói về vấn đề mà trang phục và phụ kiện á, thì cách đây không lâu mà khi mà mình có thực hiện cuộc phỏng vấn với Băng Di á, thì Băng Di cũng trả lời là Băng Di đã phải chuẩn bị hơn 200 bộ đồ cho cái nhân vật Nhi của Băng Di. Vậy còn Thúy Ngân á, thì với cái bộ phim này là Thúy Ngân đã có khoảng bao nhiêu trang phục như thế? Vai diễn này là một vai diễn mà đòi hỏi rất nhiều công sức của cả Thúy Ngân lẫn như chị đạo diễn Thạch Thảo, vì cả hai đã cùng nhau có nhiều buổi trò chuyện cũng như là dẫn dắt Thúy Ngân đi mua đồ, mua quần áo sao cho phù hợp với vai diễn. Vai diễn của Thúy Ngân nhìn rất là sang chảnh nhưng rõ ràng nó có một quy tắc ngầm, đó là không bao giờ được mặc đồ quá nổi hoặc là quá ngắn, không bao giờ được chọn những trang phục trên gói. Mọi người để ý là cho dù là có mặc đồ hở hay như thế nào cũng phải là dưới gói. Lý do tại sao vậy Ngân? Vì rõ ràng đây là nhân vật được, cái tính cách nhân vật được khắc họa, đây là con của một nhà giáo, và rõ ràng đây là một cô gái đã có hai đứa con rồi. Có thể là những cái phân đoạn trước đây, trước khi lấy chồng, cô thi hoa hậu, cô có quyền mặc đồ đẹp, mặc đồ ngắn như thế nào đi chăng nữa, nhưng sau đó cô vẫn phải mặc những cái bộ đồ dài quá gói, vì cô là người đã có gia đình rồi. Và mình có khoảng bao nhiêu bộ trang phục như thế, Ngân có biết không? Ngân để ý nha, đồ của Thúy Ngân là đến 3 bao rất to như thế này, thì chắc khoảng là 400-500 bộ đồ. Wow, 400-500 bộ đồ trong khoảng là quay gần 1 năm đúng không? Dạ, quay hơn 1 năm ạ. Quay hơn 1 năm. Thì tức là mình thay đồ liên tục hả Ngân? Dạ, một ngày Thúy Ngân có thể thay đến 20 bộ đồ, vì 20 phân đoạn hoàn toàn khác nhau. 20 bộ đồ một ngày. Dạ, 20 bộ đồ, khoảng thay 5-7 lần make up. Có thể là vừa đánh trang điểm đậm xong lại tháo mặt ra, xong rồi phải trang điểm lại, vừa khóc xong đó lại phải nổi điên lên. Đó, nó cứ thay đổi liên tục như vậy, cái hình ảnh cũng như là cái tâm lý nhân vật nó luôn biến chuyển, nó đa dạng và rất là đa màu sắc. Cái trang phục như thế đó, khoảng 400-500 bộ đồ như thế, là do ekip sản xuất chuẩn bị hết cho Thúy Ngân hay là bạn có phải đầu tư thêm cái trang phục để cho nhân vật của mình thêm đẹp không? Có rất nhiều là trang phục, đa phần là do bên sản xuất cũng như là đạo diễn lựa chọn. Và sau đó Thúy Ngân cũng hiểu ý của mọi người và đem những bộ trang phục mình có sẵn vào để cho phim có nhiều màu sắc cũng như hình ảnh đẹp hơn trong mắt khán giả. Cái tính cách ngoài đời thực của Thúy Ngân như thế nào so với nhân vật Hân trong phim? Mọi người thường hay hỏi là Thúy Ngân và Hân, vì Thúy Ngân diễn đạt vai Hân quá, thì hai người có điểm gì tương đồng hay không? Có một điểm tương đồng, đó là Ngân và Hân đều không phải là người xấu. Cho dù nhân vật Hân là một người sống rất ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mình, nhưng rõ ràng cô ấy không hãm hại ai cả. Và Ngân cũng vậy, Ngân sống, Ngân luôn biết nghĩ cho người khác. Đó có lẽ là cái ưu điểm mà mọi người quý mến cũng như là yêu thương mình. Ngân ơi, có những ý kiến cho rằng á, là bạn là một diễn viên mà gọi là nổi tiếng sau một đêm. Vì lúc trước là Thúy Ngân cũng có đóng nhiều phim, nhưng mà để gây được chú ý và gây được tiếng vang thì phải đến Gạo Nếp Gạo Tẻ thì mới làm được điều này. Nổi tiếng sau một đêm mà Ngân nghĩ là để được nổi tiếng đó, Ngân đã hy sinh 3 năm của mình. Điều đó không có nghĩa là Thúy Ngân may mắn, mà đó là do sự nỗ lực, sự cố gắng của Thúy Ngân. Nhờ vào ekip, nhờ vào bên sản xuất đã có những cái tầm nhìn, những cái sự dẫn dắt. Nhờ vào biên kịch, đạo diễn đã tận tình, đã bỏ hết tâm huyết của mình, làm sao mà thổi hồn những cái bản sắc Việt vào câu chuyện, khiến cho câu chuyện đặc sắc. Nhờ vào ekip, nhờ vào máy quay, những cái phụ kiện cũng như là kỹ thuật trong phim rất hoàn hảo, và nhờ vào sự yêu thương của khán giả khiến cho Thúy Ngân có được ngày hôm nay. Ngân nghĩ đó là sự cộng hưởng của rất nhiều yếu tố, chứ không phải đơn giản là không có cái gì gọi là may mắn hoàn toàn cả. Phải tự mình nỗ lực, tự mình cố gắng và tự mình bỏ công sức thời gian của mình ra để mà mình thực hiện cái ước mơ đó của mình. Tức là ở đây là Thúy Ngân không phải là người nổi tiếng sau một đêm, mà đó là một quá trình. Yeah. Vậy thì với Thúy Ngân á, Thúy Ngân suy nghĩ vào bản thân mình á, thì cái sự thành công của Thúy Ngân ngày hôm nay bao nhiêu là may mắn và bao nhiêu phần trăm là sự nỗ lực? Có nghĩa là để mà đạt được một cái thành công, thành tựu nào đó, nó nhờ vào quá trình, nhờ vào may mắn và nhờ vào đúng thời điểm. Khi mà thời điểm có lẽ là những cái bộ phim trước đây của Ngân, Thúy Ngân chưa đủ kinh nghiệm, chưa đủ sự trải nghiệm,
để mà có thể hoàn thành tốt những cái vai diễn đó như ý mình muốn. Nhưng mà rõ ràng tất cả những vai diễn đó đều là những vai diễn Thúy Ngân đã rất cố gắng và dành hết tâm huyết của mình cho nó. Không có nghĩa là mình diễn không hay, mà Ngân chỉ nghĩ đơn giản là mình chưa có may mắn. Và sau cái phim Gạo Nếp Gạo Tẻ này thì đây là sự cộng hưởng của rất nhiều yếu tố may mắn. Biết đâu là do Thúy Ngân, biết đâu lại là do ekip, và biết đâu lại là nhờ được đóng với những diễn viên gạo cội như vậy mà khiến cho mình phải luôn cố gắng từng ngày. Mình không bao giờ được nản chí và không bao giờ được ngừng thất vọng. Mình phải cố gắng toàn tâm toàn huyết cho cái vai diễn này khiến cho Thúy Ngân có được cái thành công như vậy. Thường thì mình thấy các phim truyền hình ở khu vực miền Nam thì mọi người quay rất là nhanh, nhưng mà đối với cái phim truyền hình Gạo Nếp Gạo Tẻ này thì ngay từ ban đầu là mọi người đã có kế hoạch là quay khoảng nửa năm, nhưng sau đó đến khi quay thì lại thời gian lại đẩy lên là gấp đôi. Thì khi mà Thúy Ngân nhận cái vai như vậy, Thúy Ngân có lo lắng không? Vì nó dài tập, mà phim dài tập á, thì rất là khó để mình giữ được cái nhiệt á. Cái nhiệt của nó lúc nào cũng là khán giả họ quan tâm như là những cái tập đầu. Thúy Ngân chỉ lo lắng là mình không diễn được cái vai diễn này, chứ không lo lắng là khoảng thời gian, là mình đóng bao lâu. Vì để có được một cái nhân vật hay, một kịch bản xuất sắc thì mình phải bỏ tâm trí của mình ra, đặc biệt trong đó là thời gian. Khi mà biết bộ phim với tần suất diễn nhiều cũng như là khoảng thời gian diễn lâu như vậy, Thúy Ngân cảm thấy là mình có thêm thời gian để mà đặt mình vào cái nhân vật đó, chứ không có nghĩa là tôi đóng cái phim này nó quá dài, tôi không thể làm việc khác. Rõ ràng mình vẫn có khoảng thời gian mình phân bổ cho những công việc khác, nhưng Ngân đang muốn tìm một cái vai diễn đó thì mình phải đánh đổi, mình phải hy sinh thời gian của mình để được nhận cái vai diễn này, thì đó không có gì gọi là quá đáng hay là quá đòi hỏi quá cao cả. Cái lý do vì sao mà Ngân lại chịu gọi là hy sinh cái thời gian đó dài như thế cho bộ phim này trước khi bộ phim phát sóng? Là diễn viên mà để tìm được một cái vai diễn khiến cho khán giả nhớ đến mình không phải là dễ, đặc biệt là với thời điểm hiện tại phim đang thoái trào đi, thì mình nhận được kịch bản trên tay, mình cảm thấy đây là cái nhân vật của mình, thì tại sao mình không cố gắng vì nó, tại sao mình không bỏ tâm trí trong khi đó mình có thể. Và Ngân chỉ nghĩ đơn giản là mình cứ làm cố gắng hết sức mình, tương lai thì cứ để tương lai định đoạt, nhưng hiện tại là do mình quyết định và mình phải cố gắng với nó hết 100%, thậm chí là 1000%. Ngân ơi, bạn có phải từ chối một cái dự án nào đó để vì nhận cái dự án Gạo Nếp Gạo Tẻ này không? Trước đó thì có một dự án phim nhựa và một dự án phim truyền hình có mời Thúy Ngân, nhưng mà trong khoảng thời gian đó Ngân lại tham gia Gạo Nếp Gạo Tẻ. Với mọi người thấy đó thì tần suất phân đoạn của Thúy Ngân trong phim rất là dày đặc, hầu như là mỗi ngày Ngân đều có mặt trên phim trường từ 6 giờ sáng cho nhiều khi đến 2-3 giờ sáng hôm sau, và hầu như ngày nào cũng như vậy, nên Ngân không có nhiều thời gian để tham gia những phim khác. Đặc biệt là đến giai đoạn của Thúy Ngân nhiều á thì thời gian Ngân dành hết cho nhân vật, còn có những giai đoạn của chị Lê Phương, của chị Phương Hằng thì Thúy Ngân lại rảnh rỗi và Thúy Ngân lại có thể làm những cái việc khác. Tức là trong thời gian đó là mình có thể chạy show, làm những công việc khác đúng không? Dạ. Gần đây á thì cái mọi người có nói nhiều về mối quan hệ của bạn với anh Trung Dũng á, thì những cái tin đồn đó nó có làm ảnh hưởng đến công việc của Thúy Ngân nhiều hay không? Ngân với anh Dũng quan niệm khi mà mình nổi tiếng mình phải chấp nhận. Cái đó là cái giá của sự nổi tiếng, là đời tư, về cuộc sống, về tất cả mọi thứ đều sẽ bị xáo trộn. Nhưng Ngân và anh Dũng nghĩ rằng tình cảm anh em là một cái gì đó rất là thiêng liêng, không bao giờ đem ra để đánh đổi cũng như là bị PR. Và Ngân với anh Dũng đã chuẩn bị tinh thần sẵn rồi, vì anh em nghĩ mình vô tư, mình là đồng nghiệp với nhau, mình sống hết mình với nhau thôi, thì quan trọng là mình tiếp xúc với nhau như thế nào, còn người khác nói không quan trọng. Và rõ ràng đến thời điểm này thì không chỉ Ngân với anh Dũng mà Ngân với chị Lê Phương, Ngân với cô Hồng Vân, Ngân với tất cả mọi người trong đoàn đều như một gia đình. Và đó là cái lý do vì sao khiến cho đại gia đình Gạo Nếp Gạo Tẻ nó có một cái nguồn năng lượng tỏa ra mà người khác nhìn vào họ thấy đúng, đây là một gia đình và họ yêu thương nhau thật sự. Có nghĩa là khán giả xem họ cũng sẽ thấy và họ cũng cảm nhận được sao những con người này lại giống như trong phim là vậy đó. Tin đồn về tình cảm mà có chứ, nhưng mà mình không quan tâm, tại vì Ngân chỉ quan tâm sự thật và Ngân quan tâm những cái gì là xuất phát từ bản thân mình. Mọi lời nói không xuất phát từ Ngân đều không có giá trị. Ngân có vẻ là một cô gái thẳng thắn đúng không? Ngân rất thẳng thắn, Ngân không vòng vo và Ngân rất là chân thành.
Nhưng mà đối với những cái chuyện mà nó không có mong muốn á, nó đổ dồn về phía mình khiến cho mình phải chịu những cái điều mà ấm ức, thì Ngân có muốn chia sẻ gì đó với khán giả để cho mọi người hiểu mình hơn không? Khán giả thì 10 người hết chín ý rồi. Ngân chỉ mong là khán giả đón nhận Thúy Ngân, những cái công việc Thúy Ngân, những cái thành công Thúy Ngân qua cái năng lượng, cái sản phẩm Thúy Ngân đưa ra, chứ không phải là những câu chuyện trên báo. Đôi khi có những câu chuyện đúng nhưng mà có những câu chuyện chưa đúng, thì mình chỉ nên tiếp thu những cái gì có năng lượng tốt. Ngân mong là sẽ có nhiều buổi trò chuyện, nhiều buổi giao lưu để cho khán giả hiểu Thúy Ngân cũng như là yêu thương Thúy Ngân nhiều hơn. Còn những cái gì trên báo đôi khi đó chỉ là phía nhìn của một người khác, không hẳn là tự do mình, và Ngân cũng không trách khán giả được, tại vì khán giả là những người họ nhìn từ ngoài vào, họ chỉ thấy ghi như vậy thì họ nghĩ như vậy. Nhưng mà Thúy Ngân sẽ cố gắng mỗi ngày dành tặng cho quý vị khán giả những cái giây phút trò chuyện cũng như là những câu chuyện của mình để cho khán giả hiểu nhiều hơn. Có bao giờ á là Thúy Ngân rơi vào cái hoàn cảnh là một buổi sáng mình thức dậy mình cảm thấy trời ơi, có quá nhiều những thông tin không đúng về mình? Có chứ, và Ngân đã đương đầu với thời điểm đó rất nhiều. Thậm chí là bây giờ hay là sau này đi chăng nữa, Ngân nghĩ là cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, Ngân cũng sẽ nhìn nhận thẳng thắn và đối mặt. Vì tất cả những cái gì Ngân cố gắng thời gian qua là Ngân muốn chứng minh cho gia đình mình thấy là Ngân làm được. Thì Ngân không thể để cho Đó là những cái điều tuyển thị phi đúng không? những cái tiêu cực đó ảnh hưởng đến mình cũng như gia đình của Thúy Ngân. Là Thiên Ngân buồn vì làm cho gia đình bị ảnh hưởng. Mình nghĩ hôm nay là khi mà bạn xúc động như thế này thì tức là những cái điều tiêu cực đó nó phải rất là nặng nề. Có những buổi sáng Ngân dậy giống như chị nói đó, là mình đọc một bài báo hay là đọc một tin nhắn nào đó của khán giả, mình cảm thấy là không biết là con đường mình đi đúng hay sai, những gì mình cố gắng thời gian qua không biết là đúng hay sai nữa. Sau đó Ngân chùm mình lại, Ngân nghĩ là kệ, không cần biết nó đúng hay sai, không cần biết là thành công hay thất bại, nhưng miễn là tất cả những gì Ngân cố gắng Ngân làm được, mọi người sẽ chứng minh cho những người yêu thương Ngân họ không phải thất vọng nữa, họ sẽ tin tưởng Thúy Ngân hơn. Và Ngân nghĩ là Ngân sẽ có thể làm điều đó với khán giả của Thúy Ngân, những người yêu thương mình, thì họ sẽ lắng nghe mình, họ nếu mà họ thật lòng với mình á thì tất cả những gì mình làm á họ sẽ để ý và để tâm, họ thương Ngân người thật của mình chứ không phải là tất cả những gì người khác nói. Ngân có cảm thấy bị choáng không khi mà mình nổi tiếng quá nhanh như hiện tại? Ngân đã có những bước điểm trước đó, như là Ngân thi Nữ hoàng trang sức, Ngân đã đi thi, Ngân đã đóng bộ phim đầu tay là Đại gia không chồng. Thì từng giai đoạn trong cuộc đời Thúy Ngân nó đều có những, nó gọi là bước đệm. Thời điểm Ngân thi Nữ hoàng trang sức đã có một bộ phận khán giả biết đến mình, họ yêu thương mình qua cuộc thi nhan sắc. Rồi Ngân đóng phim Đại gia không chồng thì họ lại yêu thương cái khả năng diễn xuất của mình, tuy lúc đó còn non nớt lắm nhưng mà khán giả lại nói cho Thúy Ngân là những cái gì Thúy Ngân xem Thúy Ngân diễn á, nó không phải là kỹ thuật, nó không phải là trường lớp, nhưng đó là cảm xúc thật. Và đến bây giờ họ vẫn nhận ra những bộ phim đó, thì không có nghĩa là chỉ với gạo nếp gạo tẻ mới khiến Ngân nổi tiếng, mà là từng giai đoạn trong cuộc đời Thúy Ngân đã dẫn dắt Thúy Ngân đến thời điểm hiện tại, và Ngân có cơ duyên nhận gạo nếp gạo tẻ và nó cộng hưởng với sự may mắn, nó khiến cho Thúy Ngân giống như là mình có thể nói là một hiện tượng. Gạo nếp gạo tẻ là một hiện tượng hiện tại, là mình chỉ cảm thấy đó là một cái bước ngoặt trong cuộc đời khiến cho mình nhớ mãi thôi, một dấu ấn. Như Ngân nói đó, là bộ phim Gạo nếp gạo tẻ hiện tại là được mọi người quan tâm và nó như là một hiện tượng đó, cho nên là mọi người sẽ muốn biết tất cả những thông tin về bộ phim, biết được cái nhân vật cô Hân này như thế nào ngoài đời. Thì và bởi vì cái nhu cầu biết của họ quá nhiều nên đôi khi những cái thông tin họ lúc nào cũng gọi là gây sốc lên một tí mà không suy nghĩ gì đến cảm nhận của chính cái người mà đang bị nói. Thông tin thì có những thông tin chính thống và những thông tin không chính thống. Ngân nghĩ là những cái gì Ngân trực tiếp trả lời cũng như là Ngân phỏng vấn thì nó sẽ là những thông tin chính xác nhất. Còn những thông tin từ phía người khác hoặc là từ một bài báo nào đó không phải do Thúy Ngân trả lời thì Ngân không có bình luận được. Tại vì Ngân chỉ mong là khán giả chỉ tin
và hiểu Thúy Ngân. Thúy Ngân ấm ức về điều đó không? Người ta biết sai về mình nhiều, người ta nói sai về mình nhiều. Mình buồn thôi. Mình buồn khi mà mình không được hiểu hết. Một con người như một cuốn sách gì đó, có thể là mình đọc lần đầu nó sẽ là một cách suy nghĩ khác, nhưng đọc lần thứ hai á, nó lại là một cách suy nghĩ khác. Và Ngân nghĩ á là những cái gì mà mình làm, những gì mình cố gắng á, từ từ khán giả sẽ hiểu. Còn ấm ức thì mình không thể giải thích được. Mình đâu có thể là anh ơi, mỗi người cứ ghi một bài khác nhau thì mình chẳng lẽ mình cứ gọi anh ơi, em không phải vậy, anh gỡ xuống giùm em. Như vậy thì nó không có hiệu quả. Và Ngân chỉ có thể chứng minh bằng những cái sản phẩm mình đưa ra thôi, là khán giả sẽ xem được là Thúy Ngân là người như thế nào. Thúy Ngân là cô gái đa sầu đa cảm phải không? Thúy Ngân rất là hai cảm xúc. Trong người Thúy Ngân, Ngân có thể nói là đa nhân cách. Đa nhân cách là như thế nào? Là một ngày mình có thể thay đổi trạng thái tâm lý rất nhiều lần trong ngày. Thì ba Thúy Ngân là một người cực kỳ khắt khe, cực kỳ khó tính, là một người mà một người đàn ông mà khiến Thúy Ngân rất sợ vì ba rất nghiêm khắc. Còn mẹ lại là một người phụ nữ rất là dịu dàng, yếu đuối, dễ tổn thương. Và cả ba và mẹ đều có trong con người của Thúy Ngân cả. Nên có những lúc mọi người rất ngạc nhiên là tại sao Thúy Ngân quá cứng rắn, quá mạnh mẽ đi, nhưng mà có lại có những cái chuyện mà không hiểu sao cô này lại yếu đuối, cô dễ khóc, cô dễ buồn như vậy. Đó, vì mình như là Thúy Ngân chia sẻ đó là cái chuyện mà khán giả họ nói không đúng về mình á, nhưng mình thấy sẽ có nhiều ngôi sao khác họ quen với điều đó, họ coi như là bỏ ngoài tai. Hoặc là đối với những anti fan, những người mà nói không đúng về mình, có thể là blog Facebook của họ không thèm quan tâm tới, nhưng Thúy Ngân thì Thúy Ngân vẫn đọc và Thúy Ngân vẫn buồn vì những cái điều đó. Thúy Ngân có đọc để Thúy Ngân tiếp thu những cái nào tốt thì mình tiếp thu, còn những cái không tốt thì mình sẽ gạt bỏ. Ngân buồn không có nghĩa là Ngân để tâm và Ngân suy nghĩ quá nhiều, mà Ngân buồn là vì họ chưa hiểu mình, nên nó là động lực khiến cho Thúy Ngân phải phấn đấu làm sao cho khán giả hiểu mình nhiều hơn. Đó. Khán giả đã biết như thế nào mà khiến Ngân buồn vậy? Có nhiều người lại nói là lại soi mói đời tư hoặc là nhắn tin chửi bới nhân vật, thì mấy cái đó thì mình không buồn rồi, là vì đó là nhân vật, Ngân hiểu là họ chỉ đang bức xúc với nhân vật của mình thôi. Tại nếu như mà mình đặt mình là khán giả, mình xem một bộ phim, thấy cái cô này cái mặt thấy ghét như vậy, rõ ràng mình cũng ghét, chứ không có thể nói khán giả là tại sao họ phiến diện. Không phải, nếu là Thúy Ngân cũng sẽ như vậy. Nhưng Thúy Ngân biết chừng mực là Thúy Ngân sẽ không nhắn tin chửi người đó. Thúy Ngân hiểu đó chỉ là những vai diễn, và Ngân mong khán giả của Thúy Ngân cũng hiểu điều đó. Còn họ nhắn tin cái điều gì? Thì rất nhiều tin nhắn chửi nè, rồi soi mói là tại sao Thúy Ngân làm cái này, tại sao không làm cái kia. Rồi có nhiều người lại cũng nhắn tin là tại sao Thúy Ngân không cưới anh Trung Dũng. Đó. Rồi nói chung là Thúy Ngân với chị Lê Phương, với chị Phương Hằng có phải là tình cảm thật hay không, mà ba chị em lại rất thân thiết với nhau. Nói chung là khán giả họ luôn tò mò, luôn muốn hiểu mình. Thì Ngân nghĩ là những cái bài báo của Thúy Ngân trên mạng nè, là tự Thúy Ngân trả lời phỏng vấn, thì đó là những sự thật. Còn những cái thông tin mà mọi người đón và mọi người tự nói với nhau là những cái thông tin không đúng, và nó có thể gây tổn thương cho những người liên quan trong cuộc. Ngân nghĩ là mình đủ mạnh mẽ để mình gạt bỏ những cái suy nghĩ đó, nhưng mà Ngân không muốn những cái điều đó ảnh hưởng đến gia đình của mình. Ba mẹ có nói gì không? Biết con gái chịu nhiều cái chuyện nó không đúng và nó ấm ức như thế. Chắc là ba mẹ thì Ngân không biết đâu. Tại vì có gì đó tự mình chịu hết à, mình không bao giờ để ảnh hưởng đến gia đình cả. Thì mẹ Ngân biết là người rất là dễ buồn. Mẹ Ngân buồn một ngày, nhưng mà mẹ Ngân buồn tới một tháng lận. Nên tất cả những cái nỗi ấm ức, những cái buồn phiền, những cái khó khăn Ngân trải qua, Ngân luôn tự giấu vào và tự mình giải quyết hết. Thế mẹ có xem phim không? Mẹ có xem phim. Nếu mà mẹ xem phim thì không chừng mẹ biết đó. Bởi vì người lớn mà họ đôi khi họ không nói ra đâu, họ giấu trong lòng thôi. Nhưng mà Ngân nghĩ là chắc là do mẹ tin Thúy Ngân. Mẹ hỏi là con sao rồi, con như thế nào, chia sẻ nào. Nói con ổn, con làm được vậy. Ngân chỉ luôn chia sẻ những cái mặt tích cực, những cái điều mình làm, những cái sự vui vẻ của mình thôi. Còn những cái gì mà mình buồn á, tại vì cái nỗi buồn nó không bao giờ buồn lâu được hết á. Nó không thể nào buồn 1 năm, 10 năm được. Nó chỉ có thể 1 ngày, 1 tháng thôi. Mà 1 ngày, 1 tháng đó của mình có thể tự giải quyết được, tự xóa bỏ cái nỗi buồn đó. Thì tại sao mình lại đem cái nỗi buồn đó gieo rắc cho người thân của mình, khiến cho họ suy nghĩ. Đó là những người đã lớn tuổi rồi, những người nuôi dạy mình rồi. Thì mình không bao giờ được để cho họ lo lắng về mình thêm bất kỳ một lần nào nữa. Ngân có nghĩ những cái điều đó là cái giá của sự nổi tiếng không? Ngân chấp nhận mà.
Tại vì bước vào showbiz thì có nghĩa là mình phải từ bỏ cuộc sống cá nhân của mình và mình sống vì mọi người, sống vì vai diễn, sống vì gia đình của mình. Tại vì nghề diễn này đem lại cho Ngân rất nhiều cơ hội. Ngân được thỏa với ước mơ của mình, được thực hiện những cái niềm mơ ước từ bé, được có những cái công việc đem lại cho mình cái nguồn thu nhập để mình nuôi gia đình của mình. Thì việc gì mình vì những cái điều tiếng đó mà mình lại từ bỏ. Ngân cảm thấy tất cả sự cố gắng đều là xứng đáng. Nhưng mà mình hy sinh bản thân của mình, đúng không? Mình hy sinh những cái khoảng riêng tư của mình, những cái khoảng mà có thể trước đây khi mà mình chưa nổi đình nổi đám thì mình sẽ thoải mái hơn. Còn bây giờ thì mình phải chịu những cái điều tiếng nó thị phi quá. Thực ra thì không có chịu điều tiếng gì cả. Ngân thì chỉ là giống như bây giờ ra đường nhiều người nhận ra hơn, thì xong rồi mọi người xin chụp hình nè. Mình rất là thích, Ngân thích mọi người chụp hình lắm. Ngân thích được gần với khán giả của mình, kể cả người lớn hay là em bé, Ngân rất là thích. Nên nó không ảnh hưởng nhiều. Mà chỉ là giống như là những cái lúc mà mình, đôi khi có những lúc mình ăn mặc không đẹp, mình không make up kỹ, thì ra đường mình phải đeo khẩu trang. Mình để cho khán giả không có nhận ra những lúc mình xấu xí. Mình chỉ muốn là mình hình ảnh đẹp cho mắt khán giả thôi. Hoặc là những cái lúc Ngân là người sống rất giản dị, đôi khi là mình đi ăn uống lề đường nè, mình ngồi hàng quán, ngồi bẹp ngoài đường, giống như ăn uống nhà thờ Đức Bà, mình ngồi cà phê với mọi người, thì Ngân không muốn là khán giả thấy rồi họ sẽ đánh giá. Mình chỉ muốn thấy là họ thấy Thúy Ngân đẹp, và những cái sản phẩm Thúy Ngân đưa ra là những sản phẩm chất lượng. Vậy thì đôi khi mình đi ăn lề đường thì mình đeo khẩu trang vào. Sự riêng tư của mình cũng một phần nó cũng mất đi. Nó cũng mất đi nhưng mà mình có thể kiểm soát được. Còn bạn bè thì sao? Bạn bè thì ai cũng mừng cho Thúy Ngân, là vì họ cũng coi phim. Nhiều người còn nói là sẽ nghỉ chơi Thúy Ngân luôn. Lý do tại sao mình chơi? Kiểu như là hai chọc Thúy Ngân nói là vì cái vai diễn nó thấy ghét quá. Con gái gì mà chị, em gái gì mà đòi chị hai đưa tiền, xong rồi đi mua nhà. Sống gì mà sống được ha. Kiểu nói bị như vậy. Mắng luôn, người thân bạn bè đều mắng, nhưng mà mình biết là họ xem cái sản phẩm của mình, họ làm, họ thấy cái vai diễn của mình chứ không phải là họ ghét mình, và họ ủng hộ. Sau những cái lời nói như vậy thì có nghĩa là một phần nào đó chứng minh là họ ủng hộ và họ sẽ luôn bên cạnh Thúy Ngân. Nhưng mà mình thì nghĩ nha, đó là sau cái bộ phim Gặp Nếp Gặp Tẻ này thì Thúy Ngân sẽ bị chết danh là ác nữ đó. Ngân nghĩ là mình đừng dùng từ ác nữ mà hãy là dùng là những vai diễn phản diện cho nó rộng lượng. Tại vì vai diễn phản diện thì cũng có nhiều dạng vai. Thời gian đầu có khi là bạn là một người ác, nhưng sau đó nhiều khi biến chuyển tâm lý nhân vật, giai đoạn sau bạn là một người thiện. Đó, thì Thúy Ngân rất mong cầu được diễn những cái vai diễn đa chiều, đa màu sắc. Ngân không sợ là mình chết vai trong một dạng vai nào cả. Ngân chỉ sợ là những cái vai diễn của mình được đoán trước và nó không có chuyển biến tâm lý nhân vật sâu sắc thôi. Ngân ơi, Ngân đã vào nghề như thế nào nhỉ? Ngân đã từng học trường sân khấu điện ảnh. Thì lúc thi vào là mình gần như là thủ khoa trường sân khấu điện ảnh. Và bất kỳ một cái ngày lễ hay dịp lễ nào trong trường, Ngân đều mặc áo dài lên đứng phát biểu trước mọi người, thay mặt lớp sân khấu điện ảnh kính chúc thầy cô, rồi em hứa là em sẽ không phải là người bỏ học trước. Rồi rốt cuộc trong lớp Thúy Ngân là người đi theo phim đầu tiên. Đi theo phim thì tức là mình sẽ không có thời gian học. Mình vẫn học, nhưng mà mình giống như là có những môn mình sẽ bị nợ đó, thì mình trả lại từ từ. Nhưng mà vì lúc đó đam mê quá. Thời điểm này thì đã ra trường được chưa? Thời điểm này thì còn vài môn. Nhưng mà vì là trong trường thầy cô ai cũng yêu thương cả. Thầy cô nói là quan trọng là cái nghề mình có theo đuổi được hay không, quan trọng mình có tâm huyết hay không, chứ bằng cấp nó cũng không nói lên được điều gì cả. Và cái ngày mà Thúy Ngân bắt đầu học ở trường sân khấu điện ảnh là cái năm nào? Là năm 2009, là Thúy Ngân vừa tốt nghiệp. Trước á, Thúy mới học á chứ không phải là tốt nghiệp. Là lúc mới học là 2009. Là lúc đó Thúy Ngân vừa tốt nghiệp trường cấp 3 và lên thi đại học. Vậy là 9 năm rồi vẫn chưa ra trường. Biết đâu vì mình muốn sống mãi với ngôi trường đó, mình không muốn đi nên mình vẫn chưa ra trường. Cô gần như là thủ khoa. Dạ. Nhưng mà vì đam mê đi phim quá,
Cái này chắc là chưa chia sẻ với ai cả. Mọi người sẽ thấy là phải nói là Thúy Ngân rất cảm ơn thầy Xuân Hồng, một người thầy trong trường đã rất là yêu thương, tận tâm chỉ dạy. Thầy dành cho Thúy Ngân một cái tình cảm giống như là một người thân trong gia đình. Những cái bài đầu tiên Thúy Ngân thi vô trường là thầy dựng cho. Và đến khi mình mê đi phim quá, thầy cũng là người cho Thúy Ngân cơ hội để trả nợ môn. Và sau này trên con đường nghệ thuật của Thúy Ngân, thầy cũng đã dẫn dắt rất nhiều. Biết ơn thầy nhiều lắm, nhưng mà chưa có dịp được trả. Hy vọng là, không biết là thầy nghe được cái talk show này hay không, nhưng mà con rất cảm ơn thầy. Cảm ơn những người đã luôn giúp đỡ con thời gian qua. Ngoài thầy ra thì còn có ai nữa không? Có ai mà đã ủng hộ không? Trong cái quá trình mình bắt đầu bước đi những cái bước đầu tiên cái con đường là diễn viên. Ngoài thầy ra thì còn có một người thầy make up ở Tiền Giang, rồi nhà thiết kế Việt Hùng, đặc biệt là công ty quản lý của Thúy Ngân hiện tại, là những người đã tin tưởng mình. Lúc đó mình chưa là gì, mình còn non kém lắm, nhưng mà họ đã tin tưởng, họ đã giống như là rèn giũa mình. Những ngày đầu đi phim á, cái vai diễn đầu tiên của Thúy Ngân là vai như thế nào? Đầu tiên là Thúy Ngân tham gia phim Đại gia không chồng. Đó là một cô gái rất là quê mùa, nhưng mà có học võ. Đây là vai phụ hay là vai chính nhỉ? Vai chính luôn. Đó là rất là một cơ duyên mà mình không thể nào tưởng tượng được. Lần đầu tiên đi phim lại được đóng một cái vai chính. Và cái vai đó là do chị biên kịch, chị viết kiểu giống như Donnie đóng giày cho mình luôn. Đó là lúc đó đóng với bạn diễn là Phi Ngọc Ánh, là bạn đó một cascader. Thì hai chị em phải học võ nè. Lúc đó là những ngày đầu đi học võ là tay bầm hết, tay chân bầm về, người ê ẩm vì phải đánh vô cây cột á. Và khi mà đóng phim Đại gia không chồng đó là cũng quay cũng gần một năm á. Đầu tiên là mình đã đóng một cái bộ phim có khoảng thời gian lâu như vậy rồi, nên bây giờ bất kỳ bộ phim nào lâu nữa mình cũng cảm thấy không senior gì cả. Thì vai đó là một cái cô gái ở dưới quê lên, cô đó với một cô bạn thân lên thành phố lập nghiệp và bị lừa, rồi kết hôn, rồi bị chồng đánh đập, rồi bị lừa bán sang biên giới. Nói chung là cũng rất là trắc trở. Và những cái cảm xúc của bộ phim Đại gia không chồng là những cảm xúc thật nhất, có thể nói là trong quá trình diễn xuất của Thúy Ngân. Nhưng mà cái bộ phim đầu tiên, nó coi như cái lần đầu tiên mà đóng phim đó, thì Thúy Ngân có gặp khó khăn gì không? Mình chỉ thấy khó khăn là vì mình chưa có đủ nghề để có thể hoàn thành tốt hơn nữa. Ngân nghĩ là mình có thể làm tốt hơn cái vai diễn đó nếu như mà thời điểm hiện tại. Với những cái cô gái hoạt động trong showbiz á, thì mọi người vẫn nói là nếu như mình muốn tiến xa thì mình phải có một cái chỗ dựa vững chắc. Nếu như là gia thế của mình không quá hoành tráng thì mình phải có người yêu là cái người đại gia nào đó. Thúy Ngân thì sao? Thúy Ngân thì nghĩ như thế nào về điều này? Mọi người nhìn Thúy Ngân nè, gia đình Thúy Ngân thì không phải là giàu có để cho Thúy Ngân, họ có thể chu cấp cho Thúy Ngân làm nghệ thuật. Nhưng thay vào đó, đó là nguồn tinh thần vững chắc nhất. Bất kể lúc nào Thúy Ngân muốn quay về đều có, họ đều đợi, họ đều chia sẻ. Và gia đình là một nơi không bao giờ bỏ rơi mình. Hiện tại Thúy Ngân không có người yêu, và mình cũng tự lực cánh sinh, tự lo, tự đi làm, lo cho gia đình, lo cho em gái, lo cho em trai đi học. Nếu mà mọi người không tin vào điều đó thì hãy nhìn Thúy Ngân, mọi người sẽ tin. Ngân ơi, gia đình Thúy Ngân có truyền thống nghệ thuật không? Dạ không, gia đình Thúy Ngân là làm kinh doanh, ba Thúy Ngân làm về luật nên rất là khó. Và khi mà biết Thúy Ngân, con gái của mình theo nghệ thuật á, thì ba ngăn cản kinh khủng lắm luôn. Có một thời điểm là ba nhốt ở nhà. Nhốt là không cho đi học. Không cho đi học, lúc đó là thi đại học xong rồi. Thúy Ngân thi 3 trường đại học và điều đậu cả 3 trường cả. Thì trong đó trường gì vậy? Trường đại học ngoại ngữ tin học, trường đại học sân khấu điện ảnh, và lúc đó là một trường đại học Hoa Sen. Mình điều đậu 3 trường. Thì Ngân theo học trường đại học ngoại ngữ và đại học sân khấu điện ảnh. Thì thời điểm đó là vì cái lịch học quá dày đặc đi, mà mình hơi lơ là trường đại học ngoại ngữ và chỉ chú tâm vào học đại học sân khấu điện ảnh thôi. Thì ba mới nói là bây giờ ba muốn con bỏ trường sân khấu điện ảnh, ba muốn con học trường đại học ngoại ngữ. Lúc đó là
có một buổi nói chuyện rất nghiêm túc về quê luôn. Thì xong rồi thấy ba rất là căng thẳng. Ba nói là cái Ngân cũng hứa cho ba yên lòng, nói là con sẽ theo học trường đại học ngoại ngữ và bỏ trường sân khấu điện ảnh. Cái Gia nói đúng rồi, con mà không bỏ là cha nhốt con luôn, khỏi học, không học hành gì nữa cả. Lúc đó ba kiên quyết lắm mà mình biết là ba sẽ làm. Ba nói dạ dạ con sẽ theo, nhưng mà rốt cuộc lên lại bỏ cái trường kia theo học trường sân khấu điện ảnh. Rồi ba có nói gì không? Ba không biết. Giấu ba luôn. Giấu ba luôn trong suốt mấy năm như vậy. Và sau những cái bộ phim đầu tay lên sóng thì cũng thời gian đầu là không có dám nói cho ba nghe đâu. Thế bộ phim đầu tiên thì có báo cho ba xem không? Bộ phim đầu tiên không dám báo. Vậy là ba không biết luôn. Bộ phim đầu tiên ba không biết. Nhưng mà sau đó ba tình cờ ba bật tivi ba thấy, thì ba mới nhắn tin hỏi là ủa sao con đóng phim. Nói dạ, ba thấy con đóng hay không? Đã vậy còn đóng nữ chính nữa. Cái mình nói đóng không tự nhiên gì hết. Ba nói là trời ơi, sao mà đóng không tự nhiên gì hết trơn, mặt lúc nào cũng sầu sầu kiểu gì, không được, phải đóng tốt hơn, phải về coi sách báo tivi, coi phim ảnh nhiều vô. Thì nó ủa sao hồi xưa ngăn cản lắm mà bây giờ tự nhiên ba thay đổi, hay là chắc là ngầm đồng ý nhưng mà vì không muốn nói ra thôi. Ngân nghĩ vậy nên thôi kệ, cứ cố gắng, cứ làm. Sau đó tất cả những sản phẩm về sau Ngân đều chia sẻ với gia đình hết. Ngân ơi, Ngân nói là cái khoảng thời gian mà Ngân đi học trường sân khấu điện ảnh á, rồi là Ngân giấu ba, thì cái chi phí học hành thì nó như thế nào? Ba cắt luôn. Ba cắt luôn và thời điểm đó phải cảm ơn mẹ rất nhiều. À, có nghĩa là giấu ba không cho ba biết là mình học thì ba không chu cấp nữa. Ba nói luôn mà, ba nói là bây giờ con học trường đại học ngoại ngữ thì ba chu cấp, còn mà học trường sân khấu thì không chu cấp một đồng nào hết. Thì lúc đó là mình cứ nói dạ con học cả hai trường, ba yên tâm. Nó hai trường đúng không? Rồi được rồi, khỏi, con cứ tự lo cho mình trước đã. Thì ba cũng coi tại Ngân rất cứng đầu, ba xem coi con nhỏ này nó nói mà nó có làm được hay không, khi nào làm được đi rồi tính. Thì ba chỉ chu cấp với điều kiện là bỏ sân khấu điện ảnh, chỉ học ở trường một trường thôi. Đó thì lúc đó mẹ, vì gia đình Thúy Ngân ba mẹ đã ly hôn từ Thúy Ngân rất còn, từ lúc Thúy Ngân còn bé lần. Lúc đó mẹ thì ở Sài Gòn nhưng mà ở phía ngoài khu Bình Chánh lần. Thì lên trên đó thời điểm đầu không có chỗ ở thì là ở chung với mẹ, xong rồi mỗi ngày mỗi buổi sáng đi học là phải chạy qua bên trung tâm khoảng 1 tiếng đồng hồ để mà đi học. Mà nhiều hôm thì Dượng đi làm sớm không ai đưa đi thì phải đi xe buýt qua, xong rồi mẹ cũng chu cấp nhưng mà gia đình bên ngoại thì không khá bằng gia đình bên nội nên mẹ chỉ có thể chu cấp một khoản nào đó thôi. Thì mình cũng thấy là mẹ cũng đã có gia đình riêng, ba cũng có gia đình riêng thì thôi tự lực cánh sinh cho tốt nhất. Nên đi làm, mình đi làm thêm. Thật ra từ những công việc rất là nhỏ nhặt như đi diễn mẫu nè, hồi đó thì không có diễn nhiều nhưng mà thay vào đó là những cái job mình nhận á có đồng lương khá cao và đủ để trang trải cuộc sống. Lúc đó là khoảng bao nhiêu một job như vậy? Thời điểm đó thì khoảng 500-1 triệu là đã cao rồi. Nếu mà mình diễn mẫu á thì Ngân cũng đủ một tháng là cũng được khoảng trên bao nhiêu? 10-10 mấy show. Thì lúc đó là cũng đủ tiền trả tiền nhà trọ nè, rồi ăn uống đi lại, cộng thêm những cái việc chụp hình rồi quay quảng cáo. Đó là năm bao nhiêu tuổi là đã làm những công việc đó? Là cũng là năm 2009, là sau khi Ngân thi Á Khôi Trang Sức. À vậy là 2009 là học sân khấu điện ảnh, sau đó là thi Á Khôi Trang Sức luôn. Ngân thi Á Khôi Trang Sức xong thì có được giải thưởng là Á Khôi 1. Thì sau đó cũng là năm Ngân thi tốt nghiệp và Ngân đậu tốt nghiệp, xong rồi thi học đại học. À vậy là thi trước rồi sau đó mới thi học đại học. Dạ. Rồi có cái danh hiệu đó rồi thì mình bắt đầu nhận những show ngoài để mình trang trải cho cuộc sống của mình. Có thể nói là Thúy Ngân cũng khá may mắn khi mà bước đường mình đi cũng không gặp nhiều chông gai như những người khác. Ngân nghĩ là sẽ có những bạn diễn viên hoặc là nghề nghiệp khác họ đã phải cố gắng, phải tranh đấu rất nhiều nhưng mà vẫn chưa được may mắn. Ngân hy vọng là với Thúy Ngân thì Ngân cũng mong tất cả những anh chị em đồng nghiệp của mình gặp được một cái thời điểm, một thời cơ, một sự may mắn để có thể tỏa sáng. Rồi Ngân ơi, được vậy thì sau khi mà bộ phim đầu tiên lên sóng á thì ba là xem và ba đã nói thế rồi, còn mẹ thì sao? Mẹ cũng khóc. Phim bao nhiêu phim Ngân đóng mẹ xem phim nào cũng khóc, không có hiểu được. Mẹ nói là con gái ơi, mẹ nghe nói là cái vai diễn đầu tiên sẽ giận vào người của mình,
là vai đó là Ngân có chồng, có con, xong rồi bị chồng bỏ, chồng đánh đập, xong gặp một người yêu thương mình, nhưng mà họ lại lừa dối mình, bán mình sang biên giới. Mẹ nói con gái ơi, sao con gái mẹ khổ quá đi. Mẹ sợ con bị bán sang biên giới. Không phải là bán sang biên giới mà sợ mình khổ, cuộc sống gia đình không hạnh phúc. Tại vì gia đình Thúy Ngân đã ly hôn từ rất là sớm. Lúc đó Ngân khoảng mấy tuổi? Chắc lúc đó khoảng 5 tuổi. Cuộc đời Thúy Ngân có thể nói là viết thành một cuốn tiểu thuyết được. Rất là nhiều câu chuyện, mà có những câu chuyện mình chia sẻ được, nhưng mà cũng có những câu chuyện mình không chia sẻ được. Thì thời lúc nhỏ thì ba và mẹ ai cũng yêu thương cả. Thì theo như mọi người á, là con phải đi theo mẹ. Nhưng mà Thúy Ngân đặc biệt là ở với ba, là vì ba làm luật nên ba có cách để có thể nuôi Thúy Ngân, giống như là có điều kiện hơn. Mẹ không có điều kiện bằng, thì đó ra khi mà ra tòa thì tòa sẽ xử là ba sẽ nuôi. Mà mẹ Thúy Ngân rất là thương. Trong suốt khoảng mười mấy năm đó, mẹ không hề lập gia đình, chỉ vì một câu nói của Thúy Ngân thôi. Thúy Ngân nói là con không muốn mẹ lập gia đình, con không muốn có bất kỳ một người ba nào hết, con không muốn là người đàn ông đó không yêu thương mẹ. Nhưng mà đến khi lên đại học rồi mình mới cảm thấy là mình ngu ngốc quá. Tại phụ nữ mà họ những lúc không có con, không có chồng bên cạnh họ, yếu đuối lắm, mẹ Thúy Ngân khóc hoài à. Sau này mình cảm thấy đáng lý mình phải cho mẹ mình đi bước nữa sớm hơn, để có một người có thể chăm sóc mẹ. Ngân nói như vậy, Ngân bảo với mẹ là con không có muốn cho mẹ đi bước nữa, không có muốn có một người đàn ông nào ngoài ba ở bên cạnh mẹ. Theo bản thân của mình nghĩ á nha, như vậy là không có đúng đâu. Tội mẹ lắm. Thì thời điểm đó là vì Ngân còn quá nhỏ để mình có thể hiểu. Mình chỉ muốn là mẹ là của riêng mình thôi, không muốn mẹ có thêm em bé. Cho dù là không ở với mẹ, nhưng mà Ngân thương mẹ lắm. Mỗi khi mà ở nhà mà có chuyện buồn hoặc là có gì đó, Ngân thường hay ra cửa sau á, cứ đứng ngóng về hướng, ngóng về hướng nhà mẹ, xong rồi hát. Hát bài gì? Chiều chiều ra đứng ngõ sau, ngó về quê mẹ ruột đau chín chiều. Mình cứ hát, mình cứ buồn á. Thời điểm đó thì ba đã lập gia đình rồi. Ba lập gia đình trước mẹ hả? Ba lập gia đình trước mẹ. Mình hiểu là vì ba và mẹ mình không hợp với nhau nữa nên mới ly hôn. Nhưng mà mình vẫn cảm thấy là đáng lý. Nếu như mà Thúy Ngân hiểu sớm hơn á, nếu như Thúy Ngân lớn hơn nữa thì tốt. Tại thời điểm đó là thời điểm không cần tình cảm gia đình lắm. Mình không trách ba mẹ là vì duyên phận của hai người chỉ đến đó thôi. Mình chỉ buồn để mình cố gắng sau này cuộc sống hôn nhân của mình á, mình sẽ thay đổi những cái điều đó. Ngân thà lấy chồng muộn, nhưng mà Ngân không muốn chọn sai người, để mà sau này những đứa con của mình là người chịu thiệt thòi. Ngân ơi, Ngân nói là Ngân nói với mẹ là con không có muốn mẹ đi thêm một bước nữa. Vậy thì Ngân có nói với ba cái câu tương tự như vậy không? Ba Ngân là một người rất kiên quyết. Không biết là khi mà Ngân nói vậy không thay đổi được chiều gì cả. Và Ngân cũng hiểu là không hiểu sao hồi đó mình cứ nghĩ là gà trống nuôi con á sẽ khổ hơn. Cho nên mình là thoải mái với ba không? Vẫn nghĩ là ba nên có một bước nữa. Tại vì ba Ngân làm việc, ba Ngân là người đàn ông suy nghĩ rất nhiều. Mỗi ngày ba có thể hút 2-3 gói thuốc để mà suy nghĩ những cái vấn đề trong cuộc sống, và đã giúp rất là nhiều người mà không lấy tiền nữa, viết đơn cho họ vì họ bị ức hiếp, vì họ bị lấy đất đai, xong rồi giúp họ nhưng mà không lấy tiền. Và Ngân nghĩ là thời điểm đầu ba cũng không có gia đình, Ngân thì còn quá nhỏ, lúc đó khoảng lớp 6 thôi, thì cũng không có thể nấu ăn, không có thể có những cái sự chăm sóc. Ba Ngân đi làm về có những hôm dầm mưa về đến nhà là lăn ra sốt, không ăn không uống gì cả. Nhà thì Ngân chỉ có thể giống như là giặt giũ rồi quét nhà thôi, chứ mình không biết nấu ăn, không ai dạy mình nấu ăn cả. Và thời điểm đó chưa có internet hoặc là chưa có báo chí gì hết, đó là lý do vì sao đến giờ nấu ăn rất dở. Và Ngân thấy là thôi cứ nên để cho ba có một người phụ nữ để mà chăm sóc ba, tại vì ba cũng lớn rồi, ba cần. Và lúc đó Ngân cũng cần một người
một người dì để yêu thương mình. Nhưng mà lúc đó là nhà chỉ có 2-3 con thôi hả? Lúc đó chỉ có 2-3 con thôi. Không có ai phụ giúp gì công việc nhà cả? Không, ăn cơm là ăn cơm tiệm thôi. Nhiều khi hả, một tuần mới trả tiền một lần. À, tại vì ngày nào cũng hả, gọi cơm về ăn sáng, gọi trưa gọi tối gọi, cứ gọi về dĩa cứ chốc chất chồng 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 như vậy nè. Thì gọi riết quen quá, cô đó cứ tuần mới qua tính tiền một lần. Ăn thiếu của người ta. Và sau đó là những ngày mà Ngân thấy ba khóc, ba không bao giờ khóc á. Mà có những hôm mà ba hút thuốc á, ba thức khuya á, mình cứ ở trong phòng mình cứ ngó ra thấy ba ngồi ngoài sân. Ba khóc vì thương Ngân. Thương Ngân là không có sự trọn vẹn với gia đình. Ba nói là ba xin lỗi nhưng mà ba không làm khác được. Tại vì chắc có lẽ là ba với mẹ hết duyên rồi. Mình cũng hiểu. Bây đến thời điểm này không trách ai đó. Ngân rất là yêu thương gia đình của mình luôn. Thậm chí là bây giờ cả ba và mẹ đều có gia đình. Và Ngân rất thương hai người đó như là cũng gia đình. Ngân chỉ có một mơ ước vậy nè. Là đám cưới của Ngân là được cả Dượng và dì đến đó để dự lễ cưới của mình thôi. Cái khoảng mà lớp 6, lớp 7 á, thì khi mà dì đến với gia đình của Ngân á, đến với ba á, thì lúc đó là Ngân chấp nhận dì như thế nào? Lúc bé thì Ngân khá trầm tính. Ngân có thể nói là giống như là tự kỷ. Ngân nghĩ là chắc cũng gian nan lắm để cho người dì đó có thể đến gần với Ngân. Thì Ngân không nói chuyện nhiều. Từ bé đến lớn, đến năm lớp 12 luôn á, là đi học về ở nhà nhốt trong phòng á, nói chuyện chơi mình. Nhiều khi là nói chuyện với búp bê, nói chuyện với gương. Nói chuyện với gương luôn. Là nhiều khi ngồi nói chuyện xong rồi hoặc coi tivi gì đó, xong rồi mình diễn lại một cái cảnh đó. Xong hồi xưa có đôi giày của cô nhà kế bên, xong thỉnh thoảng qua mượn để tập đi cách quốc đó. Thì không có nói chuyện với gì nhiều. Vì mình dù là mình chấp nhận nhưng mà rõ ràng trong lòng mình vẫn muốn cái người ở bên cạnh mình là mẹ mình nhiều hơn. Và càng lớn mình càng thay đổi suy nghĩ, mình càng hiểu điều đó là cho dù mình có mong ước cũng không được. Nên từ đó Ngân cũng thương gia đình hơn, thương dì hơn. Và bây giờ nói chung là mọi người đều rất là hạnh phúc với nhau. Có bao giờ Ngân giận mẹ không? Ngân thương mẹ hơn là giận. Ngân cảm thấy mẹ chịu thiệt thòi nhiều quá. Đáng lý á, mẹ phải sinh hai người con. Đó là Ngân và em Ngân. Nếu như không có Ngân thì có em Ngân ở bên cạnh mẹ. Bây giờ mình nghĩ lại cái khoảng thời gian mười mấy năm đó mà ở một mình đó mà cứ khóc vì nhớ con á, cảm thấy thật là dã man á. Nên Ngân chỉ muốn xin lỗi mẹ thôi. Nếu như mà Ngân hiểu ra điều đó sớm hơn thì có lẽ mẹ đã hạnh phúc hơn. Đến thời điểm hiện tại thì Ngân có ở cùng mẹ không? Không ở cùng mẹ, bởi vì mẹ có gia đình, mẹ ở riêng. Và thỉnh thoảng Ngân vẫn về. Và cái người Dượng đó thương với Ngân lắm, thương như con gái vậy đó. Thương nhiều hơn cả con trai hiện tại của Dượng với mẹ luôn. Chắc là thời điểm này là cả gia đình tự hào với Ngân lắm hả? Ngân nghĩ vậy, Ngân tin vậy. Thì Ngân chưa làm gì để gia đình thất vọng cả. Mà đó chỉ là ước muốn duy nhất của Thúy Ngân thôi. Là vừa có thể khiến cho gia đình tự hào, vừa có thể chăm sóc gia đình của mình. Thúy Ngân ơi, vậy là tính cho đến thời điểm hiện tại là bạn đã đi làm được bao nhiêu năm rồi? Thúy Ngân đã đi làm từ năm 2010 đến bây giờ là 8 năm. Nhưng mà khoảng 4 năm đầu tiên là mình không có tập trung lắm. Tại vì lúc đó còn đi học, còn giải quyết công việc gia đình. Rồi lúc đó cũng lo yêu. Xong sau này thì mình gác bỏ hết tất cả những cái việc đó. Vì mình nghĩ mình không có nhiều thời gian. Mình tập trung cho sự nghiệp và những cái chuyện đó tính sau. Nên bây giờ Ngân dồn hết tâm huyết của mình cho công việc thôi. Những cái chuyện buồn á về gia đình nó có khiến cho bao giờ cảm thấy, có khiến cho Thúy Ngân bao giờ cảm thấy là mình có sự thiếu thốn về mặt tình cảm?
có, chứ nếu mình nó không có là mình nó xạo. Vì những cái thiếu thốn đó là lại khiến Thúy Ngân phấn đấu hơn. Mình mong cầu một cuộc sống hạnh phúc, một cuộc sống không đổ vỡ, một cuộc sống đủ tiếng cười, thì mình luôn phấn đấu, mình luôn cố gắng để làm được điều đó. À, biết đâu là nếu như mà Ngân sống hạnh phúc quá thì mình lại không có hiểu hết được những cái giá trị của cái niềm hạnh phúc mà hiện tại mình có được. Đó, thì Ngân nghĩ là bất kỳ một cái gì xảy ra nó đều có lý do cả. Giống như những gì Ngân trải qua đã khiến Ngân trưởng thành hơn. Mình nhìn nhận, mình thấu hiểu người khác nhiều hơn. Và mình đặt cái cảm xúc của mình vào người khác. Chứ nếu như mà mình không trải qua những cái điều đó, mình sẽ không bao giờ được hiểu. Ngân có sợ hôn nhân không? Sợ hôn nhân ạ? Từ bé là Ngân đã nghĩ là khoảng 30 Ngân mới lấy chồng. Lúc đó con nít mà mình đã nghĩ như vậy rồi. Thì Ngân chỉ nghĩ là khi nào mà mình phải sống cho bản thân mình trước đã thì mình mới thương người khác được. Có những người, người ta chỉ cưới nhau về vì yêu nhưng lại không đủ sự chia sẻ, đủ sự thấu hiểu, thì họ lại ly hôn, họ lại chia tay. Ngân sợ chứ. Ngân sợ những cái ràng buộc trong hôn nhân. Không phải là vì người ta lấy mất đi tự do của mình, mà là Ngân sợ những cảm xúc của mình nó bị chai sạn đi sau những cái đổ vỡ đó. Và Ngân đã từng ở trong một gia đình như vậy, thì mình là người hơn ai hết mình hiểu cái điều đó. Nên Ngân muốn là tất cả những gì Ngân trải qua, Ngân đi làm, Ngân học tập, Ngân đi chơi, Ngân cũng sẽ luôn gìn giữ, và Ngân sẽ làm cái đó là cái trải nghiệm để sau này cho cuộc sống gia đình Ngân tốt hơn. Không có nghĩa là mình sợ hôn nhân, chỉ là mình đang cố gắng giống như là trau dồi cái kỹ năng trước khi mình bước vào hôn nhân. Ngân đã trải qua bao nhiêu mối tình? Ngân đã từng yêu hai người, và hai người đó đều là một cái tên. Người đầu tiên là bạn trai đó thì ở Việt Nam, nhưng mà gia đình ở nước ngoài hết, thì bạn chỉ ở lại là vì Thúy Ngân thôi. Sau đó thì chia tay, thì anh ấy qua nước ngoài. Đến thời điểm hiện tại vẫn nhắn tin thăm hỏi Thúy Ngân và vẫn rất là muốn gặp. Nhưng mà mình cảm thấy là quá khứ thì nên để cho nó ngủ yên, không có gì để mới để nói nữa cả. Nên thôi, mình chỉ nên làm những người bạn với nhau. Thì anh thứ hai thì sau khi mình chia tay anh đầu tiên khoảng chừng một năm, thì mình gặp anh này. Thì mình hỏi anh tên gì, thì anh nói tên y chang cái tên của người bạn trai đầu tiên. Thì sau đó mình bye bye anh luôn. Bye bye hả, một năm rưỡi không liên lạc, không nhắn tin. Ảnh có nhắn tin cũng không trả lời. Tình cờ một hôm mình có một cái chuyện gì đó buồn á, trong công việc hay gì đó, thì ảnh nhắn tin trên Facebook. Thì tự nhiên hôm đó không biết sao trả lời. Lại hẹn gặp nhau. Thì gặp nhau xong rồi cũng không có gì. Ảnh cũng theo đuổi Thúy Ngân thêm một năm nữa. Thì lúc đó mình mới bắt đầu nhận lời yêu. Yêu nhau cũng khoảng hơn năm mấy. Thì hai người lại chia tay là vì cách biệt địa lý. Rồi nói chung là nhiều thứ. Mà hai người đó vẫn là hai người Thúy Ngân rất tôn trọng. Thúy Ngân có nghĩ là có nhiều người nha, khi mà họ yêu xong họ chia tay là họ sẽ gọi là bye bye vĩnh viễn luôn. Block Facebook, chặn số, không gặp, không nói chuyện gì cả. Ngân nghĩ là mình làm những hành động đó là vì mình còn vương vấn á. Ngân lại rất là nhẹ nhàng. Kể cả người yêu đầu tiên là người đem lại cho Thúy Ngân nhiều sự đau khổ và nước mắt nhất. Một năm đầu sau khi chia tay, Thúy Ngân nằm ngủ còn mơ thấy ác mộng. Mơ thấy người đó là sáng dậy là bàng hoàng luôn. Coi như là không làm gì được. Là mình bị ấn tượng mạnh về mối tình đó. Nhưng mà rõ ràng đến thời điểm hiện tại là mình cảm thấy mọi thứ nó nhẹ nhàng hơn. Mình vẫn có thể làm bạn, mình vẫn có thể nói chuyện. Nhưng nó chỉ là ở mức độ tình bạn thôi, cho những người là những người đã cũ, những người mình đã từng đi qua đời nhau thôi. Chứ còn mà ghét bỏ, Ngân chưa từng ghét ai cả, kể cả người đó đem đến đau khổ cho mình. Ngân quan niệm như thế nào về tình yêu? Tình yêu với Thúy Ngân là phải có sự gắn kết, thì chia sẻ. Ngày xưa Ngân nghĩ á, yêu chỉ là yêu thôi, nhưng mà không phải. Để mà một tình yêu nó lâu bền và lâu dài, đi đến hôn nhân thì phải là cái sự hiểu nhau, hy sinh vì nhau. Và không bao giờ là đến từ một phía cả, phải là từ cả hai người. Chứ Ngân có nghĩa là bản thân của mình là người khó yêu không? Có, Ngân rất khó yêu. Theo kinh nghiệm của Ngân với hai người yêu vừa rồi á, thì Ngân thấy là
thời gian đầu tiên khi mà yêu nhau, người ta sẽ rất là yêu nhau, là sẽ dành hết tất cả, hy sinh mọi thứ cho người yêu. Ngân thì ngược lại, thời gian đầu tiên Ngân rất lạnh lùng, rất lạnh nhạt. Rồi bắt đầu và khoảng chừng một năm sau là bắt đầu Ngân yêu. Ngân yêu đập đầu luôn, yêu bất chấp. Yêu đập đầu là yêu như thế nào? Yêu là hả, cho dù có buồn, có khóc, có khổ đi nữa vẫn yêu. Đó. Ai nói gì cũng yêu, cũng bất chấp luôn. Nhưng mà cái người đó phải là người xứng đáng cơ. Là người đó mình phải hiểu được, trong một năm đó là khi mà người ta dành cho mình cái tình cảm, mình hiểu được cái tình cảm đó, từ từ Ngân mới bắt đầu nảy sinh tình cảm nhiều hơn. Và khi mà mình nảy sinh tình cảm thì mình sẽ giống như là dành cho người ta một cái vị trí quan trọng trong lòng mình á. Mình sẽ không bao giờ muốn người ta làm cho mình thất vọng, và Ngân luôn củng cố cái tình cảm đó. Nhưng mà rõ ràng chắc là chưa có duyên nên mình không có đi tiếp với nhau được thôi. Chứ Ngân nghĩ là cả hai người đều đã yêu thương nhau hết lòng rồi, không có gì phải buồn khổ hay là hối hận cả. Nhưng mà 27 tuổi nha, mà chỉ trải qua có hai mối tình mà lại xinh đẹp nổi tiếng nữa thì có vẻ hơi ít. Mình chắc mọi người không tin đâu, nhưng mà để hai mối tình đó mình gọi là yêu, là chính xác là quen yêu thương một người là có. Còn những người bạn mình gặp gỡ, mình tìm hiểu cũng có khá nhiều, mà chỉ là giới hạn ở tình bạn thôi, nó không đi đến đâu cả. Ngân nghĩ là đâu có cần phải yêu nhiều đâu, tại mỗi lần mình trải qua đổ vỡ là Ngân sống cảm xúc mà, nên Ngân sợ là mình sẽ bị chai cảm xúc lắm, chai sạn cái tình cảm đó, nên thà mình yêu ít nhưng mà chất lượng. Mình thì mình nghĩ là với người mà suy nghĩ nhiều như thế Ngân và trải qua nhiều chuyện trong quá khứ, thì khi mà yêu bất kỳ một ai á thì cũng phải yêu cầu người ta là cũng có sự tinh tế và sự sâu sắc như bản thân của mình. Sau khi trải qua mối tình thứ hai, Ngân nghiệm ra một điều á, phụ nữ mình thường có một thói quen, đặc biệt là Thúy Ngân nè, là luôn mong cầu người khác hiểu ý mình, luôn mong cầu người ta phải làm như thế này như thế kia với mình, nhưng không bao giờ nói ra cho người ta hiểu cả. Đó, mình cứ mơ ước là tại sao anh này không được như này, không được như thế kia, nhưng mà rõ ràng mình không nói cho người ta hiểu. Người ta đâu phải là thần thánh hay là bói toán đâu mà người ta biết được những cái ước muốn của mình. Nên khi mà mình muốn người ta hiểu mình á, trước hết mình phải bày tỏ lòng mình, mình phải chia sẻ với người đó. Thì người ta cũng vậy, người ta cũng sẽ mong mình chia sẻ những cái vấn đề của người đó. Thì cả hai phải cùng nhau ngồi lại, cùng nhau giải quyết những cái vấn đề, cho dù là tranh cãi hay là yêu thương thì cũng phải mặt đối mặt, đừng bao giờ tự một mình xong rồi bỏ đi. Vậy là Ngân là cái người như thế, từng vào cái giai đoạn như thế? Từng có. Là Ngân lúc đó còn quá nhỏ, năm đó là năm 23-24 tuổi, còn quá nhỏ để mà mình có thể có được những cái kinh nghiệm như vậy. Thời điểm này thì khi mà Ngân gặp gỡ nhiều người, nhiều chị, nhiều anh, họ nói cho mình nghe, họ nói cho mình hiểu, thì Ngân nghĩ là cái quan niệm cuộc sống hôn nhân của mình bây giờ thay đổi khá nhiều. Qua theo thời gian thì nó trưởng thành, nó chín chắn hơn. Ngân ơi, Ngân suy nghĩ như thế nào về chuyện chân dài đại gia nhỉ? Chân dài đại gia hả? Ngân nghĩ là bất kỳ một người phụ nữ xinh đẹp, tài năng nào cũng có quyền được hạnh phúc. Ai cũng mong cầu được mình hạnh phúc, cho dù không phải là chân dài, không phải người đẹp, mà kể cả là những cô gái bình thường, họ vẫn mong muốn gặp được hoàng tử của mình. Thì Ngân nghĩ là mình đừng quan niệm khắt khe quá. Tại sao những cái người bình thường họ lại có thể yêu những cái người tốt đẹp, những người giàu có, thì những người đẹp họ lại không có quyền đó? Trong khi đó họ có đủ cái điều kiện mà. Mình đừng đặt nặng cái định kiến, những cái suy nghĩ của mình vào một con người nào hết, mà mình phải sống, mình nghĩ đơn giản đi, mọi thứ sẽ nhẹ nhàng và cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn. Những người bạn trai của Thúy Ngân trước đây có phải là những người giàu có không? Họ là những người rất tự lập, rất rộng lượng và rất tài năng. Ngân yêu ở đức tính đó, và họ là những người rất dịu dàng, chứ không phải là vì họ giàu. Tại vì ý chí của mình nó mới quan trọng. Tiền có thể làm ra, nhưng mà ý chí không bao giờ mình có thể muốn là được. Mình phải trau dồi, phải rèn luyện nó. Mình có ý chí thì bất kể việc gì mình làm cũng sẽ được. Tiền là một cái nhu cầu mà mình phải có để mà mình trang trải cuộc sống, nhưng nó không có nghĩa là nó quyết định một con người. Kể cả Thúy Ngân cũng vậy, cho đến thời điểm hiện tại Ngân chưa có người đàn ông nào bên cạnh. Mình vẫn có thể tạo ra đồng tiền cho mình, thì Ngân đâu nhất thiết phải cần đại gia đâu. Bản thân mình đã đủ, và mình phải
hiểu được mình cần cái gì, mình muốn cái gì, thì khi đó mình sẽ thấy hài lòng. Ngân có nhận phải những cái lời điện đề nghị hơi khiếm nhã từ những người đàn ông giàu có chưa? Trực tiếp thì chưa, nhưng mà gián tiếp thì có. Giống như là có nhờ qua người này người kia mà Thúy Ngân đi ăn, đi uống. Mình cũng tôn trọng những lời đề nghị đó. Mà họ ra giá hay là như thế nào? Ngân ước gì mình có những cái suy nghĩ bất thiết thực đi. Nếu như biết đâu đó là một cuộc hẹn là anh mời em đi ăn để mình có thể nói chuyện, biết đâu đó lại là những người phù hợp với mình. Nhưng đừng bỏ ra một cái giá cho một cuộc gặp. Nó đừng làm tổn thương nhau bằng những cái giá trị đồng tiền thì nó sẽ hay hơn. Cái con số mà họ từng đưa và Ngân từ chối cũng nhiều lắm. Mình nói ra thì sợ là khán giả sẽ không hiểu, sẽ nghĩ là mình sẽ muốn PR ra chuyện đó. Ngân không muốn. Ngân chỉ muốn là khán giả nghĩ là hiểu về con người của Thúy Ngân thôi. Còn tiền nó chỉ là một con số, nó không nói lên được điều gì cả. 5 triệu, 10 triệu hay là 100, 200 triệu nó cũng chỉ là một con số. Và mình không thích con số đó thì mình từ chối thôi. Ngân là phụ nữ rất độc lập. Ngoài cái chuyện cảm xúc ra, thẳng tính thì mọi người rất độc lập. Đương nhiên, độc lập cả trong suy nghĩ và trong tính cách. Ngân có sợ cái sự độc lập và thẳng tính của mình đó làm va chạm đến những mối quan hệ trong cuộc sống? Ngân, cái sự độc lập nó sẽ không bao giờ ảnh hưởng đến những mối quan hệ cả. Tại độc lập trong suy nghĩ nó giúp cho bản thân mình có nhiều cơ hội, giống như là sẽ không dựa dẫm hay phụ thuộc vào bất kỳ ai, thì mình có quyền quyết định những cái gì liên quan tới đời sống của mình. Còn nó không ảnh hưởng đến mối quan hệ khác. Tại những người khác chỉ là những người thấy, biết đâu họ lại thấy cô gái này rất là giỏi, họ tự quyết định được cuộc đời của mình, họ lại thích chơi với mình, họ lại trao cho mình những cơ hội khác tốt hơn. Hiện tại là Ngân đã cô đơn bao lâu rồi? Chắc cũng 2 năm mấy rồi ạ. Có bao giờ buồn về cái điều này không? Chỉ buồn khi mà ngày lễ người ta được tặng quà, mình không được tặng quà thôi. Còn bình thường vẫn rất vui vẻ. Tại vì không có người yêu, mình vẫn có gia đình, có bạn bè, có công việc. Đặc biệt là thời điểm này, tất cả những gì sức lực, tinh thần Thúy Ngân dồn hết cho công việc. Và mong cầu là công việc ngày càng tốt hơn, thăng hoa hơn. Ngân ơi, Ngân có ý định là tham gia cuộc thi nhan sắc khác? Nếu như còn đủ tuổi Thúy Ngân vẫn mong muốn chứ. Là vì mình luôn muốn dành cái thời son sắt của mình, có những cái thành tựu, những cái giải thưởng, để sau này khi mà mình già rồi, mình ngồi mình xem lại, mình ngẫm lại, hóa ra mình cũng có một thời vàng son như vậy. Nhưng mà vẫn có khả năng tham gia đó chứ? Có chứ, biết đâu. Biết đâu sắp tới với mọi người sẽ thấy Thúy Ngân trong một cuộc thi nào đó quốc tế. Ngân thích mọi người gọi là diễn viên hay là á hậu? Diễn viên hay á hậu đều là Thúy Ngân cả. Ngân không phân loại ra là vai trò nào. Quan trọng là khán giả nhớ đến Thúy Ngân thôi. Đến thời điểm hiện tại thì Ngân đã lo được cho gia đình bao nhiêu rồi? Ngân nghĩ là đủ để cho mọi người có cuộc sống yên ổn, bình yên. Là cho em đi học hả? Thúy Ngân có một cái điều này nè, là những cái gì Thúy Ngân làm á, tiền tích góp Thúy Ngân sẽ giữ lại. Và mình sẽ chi tiêu một ít cho gia đình thôi. Là vì sau một cái khoảng thời gian năm rồi và năm trước nữa thì ba Thúy Ngân bệnh rất nặng. Ba bị ốm như thế nào? Ba Ngân bị suy thận mãn tính, là lúc đó gần như là phải chạy thận và phải nhập viện trong một khoảng thời gian rất lâu. Thời gian mà nhập viện là thời gian Ngân đang đóng một phim, cũng trong quá trình gạo nếp gạo tẻ nè. Và lúc đó mình khi mà nghe tin ba nhập viện á, thì chỉ nghĩ là chắc là ba bị thiếu ngủ, ba bị sức khỏe yếu thì vào thôi. Và sau khi đó mới khám ra rất nhiều bệnh. Bệnh tim, bệnh thận, mỡ trong máu, rồi bị bệnh gút. Nói chung rất nhiều thứ và đó là giai đoạn cuối. Ngân lo lắm, Ngân chạy khắp nơi. Những cái đêm mà ngủ ở cạnh ba trong phòng bệnh nhân á, bệnh viện thì rất là nhiều người. Giường bệnh của ba là phải ngủ 2 người. Ngân phải nằm ở dưới gầm á, nằm cứ suy nghĩ mãi là không biết là mình cố gắng đã đủ hay chưa. Lúc đó tiền thực sự rất quan trọng, mà mình không đủ khả năng để có thể lo hết tất cả những việc đó. Mình phải nhờ người này giúp, người kia giúp.
Thì cũng may là tất cả những mối quan hệ Thúy Ngân nhờ bả đều được á, họ rất thương yêu với Thúy Ngân. Bây giờ mình cũng rất biết ơn. Và đó là cũng là lý do mà bây giờ mình có kiếm thật nhiều tiền đi chăng nữa, mình cũng sẽ giữ lại để mình cần cho những lúc cần thiết. Sức khỏe ba hiện tại như thế nào? Hiện tại ba không có chịu đi khám nữa. Tại sao vậy? Ba sợ. Cách đây khoảng 2 tháng Ngân về, Ngân có kêu ba đi khám. Hai ba con cãi nhau rất lớn. Ba đuổi Thúy Ngân ra khỏi nhà. Ba nói nếu như mà con bắt ba đi làm như vậy, đi khám bệnh như vậy nữa, thì thôi, con đi đi, đừng bao giờ về nữa. Ngân hiểu là ba không muốn Ngân lo lắng. Ba sợ là người lớn mà họ sợ vào bệnh viện thì sẽ phát hiện thêm nhiều bệnh. Đó, họ không muốn lo lắng, họ không muốn Ngân suy nghĩ. Ba Thúy Ngân nói với Ngân một điều đó là ba chỉ muốn bây giờ ba làm. Ba còn bao nhiêu hơi sức ba sẽ làm. Ba sẽ dành cái đồng tiền đó mua cho con một căn nhà. Nhưng mà ba Ngân không có hiểu là Ngân chỉ cần ba thôi. Sức khỏe ba mới là điều quan trọng nhất. Còn tất cả những thứ khác Ngân đều có thể làm được. Không bây giờ thì sẽ sau này. Không ai thuyết phục được. Kể cả là bà nội Thúy Ngân cũng không thuyết phục được. Ba Thúy Ngân giờ chỉ có một mục tiêu như vậy thôi, là phải làm có thật nhiều tiền để mà mua cho Thúy Ngân một căn nhà. Nhưng mà ước gì Ngân có thể nói được đó là Ngân chỉ cần ba thôi. Nhà sau này để chồng mua cũng được mà. Bây giờ ba có uống thuốc gì không? Ba Ngân có uống thuốc nam. Và ba nói là ba suy nghĩ, ba có giống như là mỗi đêm trước khi đi ngủ thì ba cũng có niệm Phật. Rồi ba suy nghĩ thoáng hơn, lạc quan hơn thì bệnh tình nó cũng đỡ. Mạnh mẽ lên. Không, thật ra thì rất là mạnh mẽ nhưng mà đụng nói liên quan đến gia đình đó thì Thúy Ngân rất cảm xúc. Mình tại nghĩ vì... là nếu mà ba đã suy nghĩ như thế thì ba chỉ cần Thúy Ngân tốt hơn. Ai cũng mong con gái mình hạnh phúc. Gia đình nào cũng mong con mình trưởng thành và có một cái cuộc sống ổn định. Thúy Ngân cũng vậy, nên Thúy Ngân luôn cố gắng hoàn thành cái ước nguyện đó của ba trước khi ba có thể thực hiện, và muốn ba chính tay Thúy Ngân là con làm được cái chuyện đó rồi. Nên trong vòng năm nay con phải cố gắng làm sao mua được một căn nhà, nhỏ cũng được, nhưng mà sẽ mua được một căn nhà để mà còn dẫn ba đi khám bệnh. À, là để cho ba yên tâm cái chuyện nhà cửa đã. Dạ. Rồi sau đó mới dắt ba đi khám bệnh. Dạ. Sống với gia đình quá nha. Đây, Ngân thương gia đình lắm. Có thể làm tổn thương Thúy Ngân, nhưng mà đừng bao giờ làm tổn thương đến gia đình của Ngân. Có một cái điều gì đó mà Ngân muốn làm cho gia đình vào thời điểm này nữa không? À, Ngân nghĩ là trọng trách của Ngân dành cho gia đình rất nhiều, sẽ không bao giờ hết. Nên đó là lý do khiến Thúy Ngân luôn luôn cố gắng. Ngân đã xây một nhà thờ cho ông bà ngoại. Một nhà thờ cũng khá khang trang. Và đó là cũng là một cái ước nguyện của Thúy Ngân. Ước nguyện thứ hai là mình có thể tạo công ăn việc làm cho những cô chú ở bên ngoại. Tại bên đó thì mọi người thường không có việc làm ổn định, muốn xây cái gì đó ra hoặc mở cái gì đó cho mọi người cùng nhau làm. Đó, chỉ có ước mong như vậy thôi. Gánh nặng trên vai nhiều như thế mà không tìm một người đàn ông nào để dựa vào. Ngân nghĩ duyên phận thôi. Chắc là mình chưa có duyên. Mình chưa gặp đúng người đàn ông có thể hiểu mình hoặc là có thể chia sẻ được. Thật ra tất cả những cái điều Ngân nói vừa rồi đó là những cái gì mà chưa ai biết hết. Ngân rất ngại chia sẻ, tại vì sợ là khán giả sẽ không hiểu hoặc là người khác sẽ không hiểu. Nhưng mà ngày hôm nay Ngân muốn khán giả hiểu. Ngân không muốn khán giả nhìn thấy những cái tin không tốt về mình, những cái suy nghĩ không phải là Thúy Ngân. Nên Ngân mới muốn chia sẻ cái chuyện này ra để cho mọi người hiểu hơn. Còn người đàn ông thì biết đâu sau khi xem xem cuộc phỏng vấn ngày hôm nay thì sẽ có người nào đó hiểu Thúy Ngân, biết đâu họ sẽ liên lạc. Và biết đâu mình sẽ gặp gỡ nhau trong một tương lai gần nào đó. Mình nghĩ là ngày hôm nay mọi người sau khi xem thì mọi người sẽ hiểu và cảm thông cho Thúy Ngân nhiều lắm. Và thương Thúy Ngân nhiều hơn. Bởi vì không phải chỉ là một cô hâm chẳng trẻ, khó ưa, khó chiều ở trên gạo nếp gạo tẻ đâu.
mà Thúy Ngân ngoài đời là một cô gái rất là đa sầu đa cảm và sống rất là hết mình vì mọi người. Và đôi khi cái sự hết mình đó là còn quên luôn cả bản thân của mình, đúng không? Tôi nghĩ chuyện đó là cần thiết mà. Khi mà mình sống vì người khác rồi á, mình đâu cần nghĩ đến mình để làm gì nữa. Thực ra có nghĩ đến hay không nó không quan trọng. Quan trọng là cái mình muốn người khác tốt, người khác vui vẻ, nó mới là điều quan trọng nhất. Rồi đến năm bao nhiêu sẽ lấy chồng? 30. Còn 3 năm nữa mà, 3 năm để mình cố gắng phấn đấu, trau dồi. Ngân cũng không muốn là chồng Ngân phải lo cho Thúy Ngân quá nhiều, nên bây giờ mình phải cố gắng làm việc để có thể mua nhà, dẫn ba đi chữa bệnh, lo cho em Út đi học. Đó, rồi xong đó đến cuộc sống của mình. Đàn ông họ cũng không thích người phụ nữ nào quá phụ thuộc, Ngân nghĩ vậy. Cả hai cùng phải có tiếng nói với nhau, xây dựng một cái tổ ấm thì nó mới bền vững lâu dài được. Đó là cái chuyện mà đi thi khôi hoa hậu thời điểm trước thì nó như thế nào, mà sao lúc đó mới nhỏ như vậy và đã quyết định đi thi rồi? Hồi nhỏ đâu có biết gì đâu. Lúc đó Thúy Ngân đang học trường cấp 3, năm đó là lớp 11, thì có tham gia cuộc thi ở trong trường là hoa khôi, sau đó được giành giải hoa khôi của trường. Thì mình cũng không biết gì, tại mọi người trong lớp mọi người cứ bầu ra người này người kia đi thi á, thì cả lớp bầu Thúy Ngân thì mình cứ đi thôi chứ mình cũng không hiểu. Sau khi được hoa khôi thì nhà thiết kế Nguyễn Di cũng như là makeup Nguyễn Di ở Mỹ Tho, Tiền Giang thì có liên lạc Thúy Ngân, muốn dẫn Thúy Ngân đi thi ở thành phố Mỹ Tho. Đó, thì mình thấy cũng thích thi, tại từ nhỏ đã muốn được đứng trên sân khấu rồi. Xong sau đó thi lại được giải nhất. Và tiếp nói đó là thi nữ hoàng trang sức thì lại được giải nhì. Nói chung là những cái thành công nó liên tiếp đến với Thúy Ngân. Đó, chứ mình cũng không phải là mình cố tình chọn, mà là duyên may của mình thôi với nghề. Rồi được những cái giải đó khi mà mình mới dưng ước chân ráo đó, thì lúc đó cảm xúc như thế nào? Có hơi bị ảo tưởng về bản thân không? Không. Thúy Ngân là người sống rất tự ti. Ngày xưa ở nhà vì mình ở nhà chơi một mình nhiều quá, không có tiếp xúc với người ngoài, nên mình rất ngại, mình không biết nói chuyện. Thì sau khi được có những cuộc thi đó, rồi ba thì tối ngày cứ nhồi nhét những cái thông tin trên báo vào đầu, nói là con không được thế này, con không được thế kia. Thì lên thành phố thì mình cũng rất ngại tiếp xúc người khác. Thời gian đầu thì cứ cố gắng để trò chuyện, nhưng mà cũng chưa được. Sau này chắc khoảng 4 năm gần đây thì Thúy Ngân mới thay đổi, là người hoạt bát hơn, nói chuyện nhiều hơn. Nên trước đây ai gặp lại cũng nói là không nhận ra Ngân nữa. Trước đây mình là khá hiền lành và nhút nhát. À, vậy là cái thời điểm mà sau khi mình đọc giải rồi vẫn còn hiền lành nhút nhát. Dạ. Rồi sao là quyết định là bước chân vào showbiz luôn, từ cái danh hiệu đó luôn? Không phải là quyết định mà là sau khi thi xong thì mọi người biết đến Thúy Ngân và mời Thúy Ngân đi diễn, mời Thúy Ngân chụp hình, mời làm quảng cáo. Đó thì mình bắt đầu được tiếp xúc, được thực hiện ước mơ của mình. Là thì ước mơ từ bé cháy bỏng lắm, luôn muốn được đứng trên sân khấu, được mọi người biết đến, được khán giả yêu thương, được tạo ra những sản phẩm hay. Thì sau này dần dà những cái việc đó là bước đệm cho Thúy Ngân vào nghề. Thúy Ngân ở thời điểm hiện tại đã hài lòng về bản thân của mình chưa? Chưa bao giờ gọi là hài lòng cả. Ngân luôn không phải đặt ra mục tiêu, mà Ngân luôn muốn làm hết mình, thì Ngân nghĩ mình có thể làm nhiều hơn nữa. Đến thời điểm hiện tại thì đây là một thành công mà mình có thể là mong ước, nhưng mà mình chưa bao giờ tưởng tượng có được. Và Ngân nghĩ là mình sẽ có thể làm hay hơn, tốt hơn cái vai trò này. Thì Ngân sẽ không bao giờ ngừng cố gắng vì việc này cả. Không bao giờ ngừng cố gắng, vậy thì tức là trong tương lai sẽ còn có những dự án hấp dẫn hơn nữa. Dạ chắc chắn rồi. Đó là những dự án, những kế hoạch gì trong thời gian tới nhỉ? Hiện tại thì vẫn là phim ảnh. Và Ngân có một ước muốn nhỏ nhoi là viết một cuốn sách, xây một cái trường học cho trẻ em ở vùng cao. Đó là những cái ước mơ mà mình sẽ cố gắng thực hiện. Những cái dự án, những bộ phim nào mà thời gian tới Thúy Ngân sẽ tham gia, có thể bật mí ở đây không? Hiện tại thì cũng có khá nhiều dự án mời Thúy Ngân mà mình cũng đang chọn lọc. Vì Ngân không còn có quá nhiều thời gian để tham gia được hết tất cả những dự án đó, nên mình sẽ chọn những dự án nào thích hợp với mình thì mình tham gia, cũng như đem đến cho khán giả những cái nhìn khác về Thúy Ngân.
bây giờ là vai phản diện, biết đâu sau này lại là vai hiền lành yếu đuối, hoặc là phản diện hơn nữa, hoặc là phản diện hơn nữa, hoặc là một vai hài đó. Nói chung là có rất là nhiều vai diễn mà Thúy Ngân chưa được đảm nhiệm, thì Ngân sẽ cố gắng hoàn thành tốt vai trò của mình trong từng cái vai diễn đó. Còn đảm nữ thì sao, có bao giờ mong muốn là sẽ làm đảm nữ không? Cũng có, Ngân lại thích những cái phim hành động như là đua xe nè, bắn súng nè. Nhưng mà không biết là mình có duyên mai làm hay là tham gia những phim đó hay không. Tại vì sau cái phim đầu tiên là Đại gia không chồng, tập võ đánh đấm cũng lâu lắm, nhưng mà đến giờ chưa có đất dụng võ. Mình hy vọng là sắp tới sẽ có. Xin cảm ơn những chia sẻ của Thúy Ngân trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Thì những chia sẻ của Thúy Ngân ngày hôm nay rất là chân thành. Mình nghĩ rằng là những cái khán giả khi mà theo dõi cuộc trò chuyện này thì họ sẽ hiểu, họ đồng cảm và họ thương Thúy Ngân nhiều hơn nữa. Một lần nữa thay mặt cho những người thực hiện chương trình thì mình xin được chúc Thúy Ngân là sẽ ngày càng xinh đẹp nè, khỏe mạnh nè, rồi những cái ước mơ, những cái dự định của bạn sẽ nhanh chóng trở thành hiện thực. Đồng thời á, là sức khỏe của ba bạn sẽ tốt hơn và cái dự định mua nhà của bạn sẽ nhanh chóng trở thành hiện thực. Xin cảm ơn Thúy Ngân. Dạ, cảm ơn chị, cũng như là cảm ơn báo A Family đã cho Thúy Ngân có một buổi trò chuyện rất là chân tình, cũng như là được chia sẻ những cái nỗi lòng của mình mà đó giờ mọi người không hiểu. Cảm ơn chương trình, cảm ơn tất cả những khán giả đã lắng nghe cũng như đã yêu thương Thúy Ngân bằng tất cả tấm lòng. Xin cảm ơn mọi người ạ.